Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Hiện tại đang là 10 giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube. Thì trên màn hình quý vị hiện tại đang là một chiếc kệ TV mõ đồng tiền lôi. Chiếc kệ có kích thước là 2m4, cao 80 và sâu 40. Thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần mỏng. Đây thì chúng tôi quay giới thiệu đến quý vị khách hàng. Đây là hình ảnh tổng thể chi tiết của sản phẩm. Chiếc kệ TV này thì được chúng tôi làm bằng 100% là chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu Nam Phi. Chiếc kệ bao gồm có 6 cánh và 2 ngăn kéo. Cánh thì được đục chạm mà túi quý là Tùng Trúc Cúc Mai. Thì chúng tôi bổ khá nhiều ô ra để quý vị có thể đựng được những cái đồ đạc chi tiết nhỏ. Chúng phân loại những cái chi tiết đồ đạc nhỏ ra rất dễ. Và phía bên trên này thì là cái phần để tivi này, nó cũng không giới hạn là về bề ngang, quý vị có thể để tivi rất là to. Như chiếc kệ cột nho thì nó bị giới hạn hai bên bề ngang nên quý vị không thể để được tivi quá 49 inch. Quay chi tiết hơn về phần gỗ lạt của chiếc kệ này thì được chọn lọc rất là đẹp và hàng rất là sạch sẽ. Đây là phần ván mặt. Đây, vân gỗ hương đá hoàn toàn tự nhiên nhé quý vị nhé. Sản phẩm này chúng tôi là vẫn để nguyên mọc, chưa có đánh dây giáp hay là cạo nạng hoàn thiện gì. Ngày có nhu cầu có thể liên hệ tới xưởng ở đầu gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510 86, cơ sở địa chỉ tại Quan Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Video tôi quay ra tại xưởng. Những cái đường nét hoa tiết hoa văn thì đều được chạm khắc rất là sắc nét. Về phần ngang thì là phần mộng mạng và các câu nối thì đều làm rất là kỹ và khít. Phía trên này thì có những cái đục đồng tiền thì chúng ta gọi là kệ mõ đồng tiền. Đây là mẫu kệ mõ đồng tiền. Khi quý khách mà có liên hệ với chúng tôi hỏi mẫu kệ TV này, cứ hỏi mẫu kệ mõ đồng tiền gỗ hương đá 2m4. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé. Tôi sẽ để hình ảnh của sản phẩm ở bên dưới phần mô tả video thì quý vị có thể xem được rõ hơn.